Ủy ban dân thành phố Hội An phối hợp với chính quyền thành phố Vernigarod, Cộng hòa Liên bang Đức và tổ chức Engagement Global họp trực tuyến để trao đổi ý tưởng thực hiện con đường sinh thái của thành phố tại Hội An. Năm 2020, thành phố Hội An và thành phố Vernigarod đã được Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức trao giải thưởng Phát triển Đối tác Bền vững Quốc gia Đức năm 2019 vì có thành tích đóng góp trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đây là kết quả hợp tác với nhiều dự án quan trọng mà hai thành phố kết nghĩa này đã triển khai như lễ hội đèn lồng Hội An tại Venegaros, con đường xanh Venegaros tại Hội An, lễ hội bia Đức tại Hội An, hỗ trợ lao động Hội An sang làm việc tại Venegaros. Thành phố Venegaros cũng đã tài trợ cho hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Hội An gần 170.000 euro. Chính phủ Đức tài trợ 178.000 euro phát triển giao thông bằng xe đạp và chương trình xe đạp chia sẻ miễn phí, chi phí thấp tại Hội An để từng bước thực hiện dự án con đường sinh thái của thành phố trước đây phía bạn đã hỗ trợ hội an chuyển đổi hệ thống đèn lồng trên đường và hệ thống loa phóng thanh trong khu di sản văn hóa thế giới đô thị cổ hội an sang công nghệ năng lượng mặt trời thân thiện với môi trường